Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2020 sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát động chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp 10 chuyên và tích hợp. Các công viên tại Mỹ vẽ vòng tròn giãn cách xã hội. Nài voi bị voi quật ngã và hút tử vong tại Đắk Lắk. Kính thưa quý vị, sáng nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam. Thông qua chiến dịch này, Bộ kêu gọi toàn thể xã hội thực hiện chuyển đổi số nhanh hơn bằng nền tảng điện toán đám mây Việt Nam. Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp Việt Nam linh hoạt trong thay đổi mô hình hoạt động, tiết giảm chi phí, duy trì hoạt động để tồn tại và hồi phục mạnh mẽ sau khi đại dịch đã qua. Một trong những trụ cột quan trọng của chuyển đổi số phải kể đến công nghệ điện toán đám mây. Hiện các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam đều đã chuyển dịch theo xu hướng này và nhu cầu khai thác điện toán đám mây cũng tăng trưởng mạnh. Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã thực hiện nghi thức phát động chiến dịch cùng 4 doanh nghiệp điện toán đám mây nòng cốt, đang dẫn đầu về làm chủ công nghệ, sẵn sàng hạ tầng và cung cấp sản phẩm dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây tại Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã cho ra mắt mã địa chỉ bưu chính VPostcode nhằm xác định vị trí một cách chính xác. Mã này giúp định vị tốt hơn, phục vụ cho thương mại điện tử, logistics và bưu chính. Đến nay đã có hơn 23 triệu địa chỉ trên toàn quốc được gắn mã. Để tra cứu mã VPostcode, người dùng có thể truy cập vào trang web http://vpostcode.vn hoặc tải từ kho ứng dụng Android và iOS. Sau khi đăng nhập, người dùng nhấn chọn vị trí muốn định vị, hệ thống sẽ ngay lập tức xác định và gửi thông tin lại cho người dùng, bao gồm mã địa chỉ và định vị. Mã địa chỉ VPostcode nó giúp tôi tìm kiếm những cái địa chỉ tôi cần đến, nó nhanh hơn và thuận tiện hơn rất nhiều. Ngoài ra, cái phần mềm này nó còn có những cái bản đồ 3D, thì tôi cảm thấy rất là thú vị với cái phần mềm này. Thì đây cũng là cái điều kiện thuận lợi cho Bưu điện Việt Nam tham gia thiết lập, xây dựng, khai thác và cung cấp các cái dịch vụ gia tăng trên nền tảng cơ sở dữ liệu, và qua đó là chúng tôi cũng dần dần tiếp cận vào những cái dịch vụ mới. Các tổ chức doanh nghiệp có thể ứng dụng nền tảng này tạo ra các cơ hội kinh doanh dịch vụ mới, tối ưu hóa các hoạt động vận hành của mình. Các cơ quan quản lý nhà nước có thể ứng dụng nền tảng này trong các dịch vụ hành chính công, cứu trợ khẩn cấp, thiết yếu, hỗ trợ y tế, nhân đạo. Hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có lớp chuyên năm học 2020-2021. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên của thành phố là 1.645 học sinh với 11 môn thi gồm ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tin học. Điều kiện tham gia thi tuyển vào các trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có chuyên là học sinh xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên, tốt nghiệp trung học cơ sở loại giỏi. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm 3 môn ngữ văn, ngoại ngữ, toán và điểm môn chuyên hệ số 2. Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm 3 môn ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Thành phố cũng tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp tại 12 trường trung học phổ thông trên địa bàn. Nếu không trúng tuyển vào các trường lớp chuyên hay lớp tích hợp, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển. Ngày dự thi các trường chuyên hoặc trường có lớp chuyên nói trên là 16 và 17 tháng 7. Dự kiến điểm chuẩn trường chuyên sẽ được công bố vào ngày 29 tháng 7. Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19, cuộc sống của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, cùng với đó thì tình trạng vi phạm luật lệ giao thông lại gia tăng, đặc biệt là việc người dân điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, với gần 600 trường hợp bị xử phạt trong gần một tuần qua. Đã sau 22 giờ đêm, nhưng tại các nhà hàng, quán bia trên đường Phạm Văn Đồng thuộc các quận Gò Vấp, Bình Thạnh và Thủ Đức, thực khách vẫn đông đúc. Hầu hết đều có sử dụng đồ uống có nồng độ cồn. Điều đáng nói là sau đó, nhiều người vẫn điều khiển phương tiện để ra về. Có ảnh hưởng nhưng mà tại do bên chỗ này nó gần chỗ này nên mình muốn cua qua đây. Bây giờ nói thì lý do thì nó quá nhiều lý do để mà nói. Chúng tôi tập trung quyết liệt và xử lý ngăn chặn cái hành vi mà vi phạm nồng độ cồn. Hiện nay cái nồng độ cồn là rất gây nguy hiểm trong nhân dân, đó là dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Nên là chúng tôi là quyết liệt vào việc này. Việc xử phạt nghiêm khắc của lực lượng chức năng sẽ góp phần nâng cao ý thức người dân,
cần tự giác tuân thủ tuyệt đối quy định đã uống rượu bia thì không được lái xe để hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo tính mạng cho bản thân và người đi đường. Sáng nay, Tổ công tác về Thương mại điện tử, Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra tại 6 tụ điểm kinh doanh có dấu hiệu vi phạm thuộc quận 1 và quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện hàng chục ngàn mặt hàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn đã được bảo hộ ở Việt Nam. Chủ các cơ sở này thừa nhận dùng những hình thức phổ biến như là livestream trên Facebook để bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Mỗi lần livestream, các cơ sở đã thu hút hàng ngàn lượt người xem, chia sẻ và hỏi mua. Người tiêu dùng dường như không thể biết được mình đang xem và mua phải những hàng giả nhãn hiệu lớn. Thậm chí có cửa hàng còn quảng cáo nhận ship loại hàng giả này đi toàn thế giới. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ số hàng hóa vi phạm, tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo thẩm quyền. Các cơ sở kinh doanh này đã lợi dụng Internet và mạng xã hội để quảng cáo và bán ra thị trường các sản phẩm như giày dép, túi sách, thuốc lá, rượu và thực phẩm chức năng trong một thời gian dài. Tổng cục Quản lý Thị trường khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm, người bán, đặc biệt khi mua hàng trên Internet để tránh mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang bày bán trôi nổi. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình: không cần gỡ khẩu trang vẫn ăn uống được. Bức tranh tường đặc sắc tôn vinh nhân viên y tế tại Brazil. Thưa quý vị, một bệnh viện ở thành phố Sao Paulo của Brazil vừa cho biết đã phát triển thành công kỹ thuật mới, có thể xét nghiệm cùng lúc hơn 1.500 mẫu bệnh phẩm để phát hiện COVID-19. Kỹ thuật này sử dụng thiết bị rẻ hơn kỹ thuật PCR hiện tại và vẫn cho kết quả hoàn toàn chuẩn xác. Các bác sĩ tại bệnh viện Albert Einstein dựa trên biến đổi ADN để xác định một người có mắc COVID-19 hay không. Kỹ thuật này cho kết quả chuẩn xác nhờ vào việc phát hiện kháng thể được sản sinh trong cơ thể, nhưng thường phải chờ đến 48 tiếng mới có kết quả. Tỷ lệ sai số trong các xét nghiệm của các nhà khoa học Brazil được cho là 0%. So với kỹ thuật PCR, quy trình xét nghiệm của chúng tôi kéo dài hơn, nhưng ưu điểm là có thể tận dụng được các máy xét nghiệm NGS đang có sẵn và có thể làm được cùng lúc cho 1.563 mẫu xét nghiệm. Phương pháp xét nghiệm mới sẽ giúp giảm tải áp lực lên hệ thống y tế Brazil trong tình hình các ca nhiễm mới tại nước này tăng đột biến. Brazil hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 ở Mỹ Latin và đứng thứ ba thế giới về số ca bệnh sau Mỹ và Nga. Với ý tưởng là không cần tháo gỡ khẩu trang nhưng vẫn có thể ăn uống được, một công ty tại Israel vừa cho ra đời một mẫu khẩu trang khác lạ. Điểm đặc biệt ở mẫu khẩu trang này là đường rãnh ngang có thể đóng mở, khiến nhiều người liên tưởng đến biểu tượng của trò chơi Pac-Man. Công ty cho biết khẩu trang này thực ra rất đơn giản, giống như một chiếc khẩu trang thông thường với hai lớp vải bảo vệ. Chiếc khẩu trang này có thể chủ động mở bằng điều khiển hoặc mở tự động khi đưa đồ ăn lại gần. Nhờ đó bạn có thể ăn uống một cách thoải mái mà không cần phải tháo khẩu trang, vừa tiện lợi vừa an toàn. Hiện loại khẩu trang này đang được bán với giá khoảng 85 xu đến 2,85 đô la Mỹ một chiếc. Tuy nhiên nó lại đang vấp phải sự phản ứng từ các chuyên gia y tế về độ an toàn. Việc thiết kế chiếc khẩu trang có thể đóng mở khiến chức năng cơ bản của khẩu trang gần như vô dụng, bởi nếu người dùng bị nhiễm bệnh thì hoàn toàn có thể lây cho người khác. Bên cạnh đó, khẩu trang sẽ mất tác dụng nếu bị ướt, và chuyện này là điều không thể tránh khỏi khi ăn uống. Các nước đang dần gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội và nới lỏng phong tỏa. Vì vậy, người dân đã thoải mái hơn trong việc đến những nơi công cộng. Những ngày qua, các công viên ở thành phố New York, Mỹ ghi nhận người dân đổ về đông hơn và một công viên đã nghĩ ra một biện pháp để đảm bảo khoảng cách an toàn xã hội. Những chiếc vòng tròn trên bãi cỏ ban đầu gây tò mò không ít với người dân đến công viên Domino. Nhưng sau đó họ đã hiểu ra ý nghĩa, mỗi người được yêu cầu ở trong vòng tròn của mình và khoảng cách giữa các vòng tròn này phải đảm bảo an toàn, không để mọi người quá gần nhau. Nhiều người đã tỏ ra thích thú và tuân thủ một cách tự nguyện. Cảnh tượng thú vị tại công viên Domino đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút được nhiều bình luận tích cực. Những vòng tròn trắng đảm bảo giãn cách xã hội cũng xuất hiện tại công viên Dolores ở thành phố San Francisco. Bang California hiện vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục ở nhà và chỉ ra ngoài khi cần thiết vì dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp. Nhằm bày tỏ sự cảm mến của mình với những nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch, một nghệ sĩ ở Brazil đã sử dụng một bức tường tại Rio de Janeiro để thực hiện một bức tranh graffiti nhiều sắc màu.
nghệ sĩ đường phố Angelo Campos đang dần hoàn thiện bức tranh nghệ thuật của mình để gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ, y tá và điều dưỡng đang ngày đêm giúp các bệnh nhân chống lại virus SARS-CoV-2. Bà và chú của Angelo Campos đều đã mất vì dịch COVID-19 chỉ trong chưa đến một tuần. Theo Angelo, bức tranh tường này còn là sự phản ánh về nhiều khía cạnh đời sống như giáo dục, sức khỏe và các vấn đề chính trị mà Brazil đang phải đối mặt. Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính tới nay, Brazil có hơn 20.000 người tử vong do COVID-19, khiến quốc gia này trở thành nơi có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại khu vực Mỹ Latin. Từ một cái hang tự đào để trú ẩn, một thợ trang trí người Syria đã nảy ra ý tưởng biến nó thành một bảo tàng di sản. Tại đây, ông trưng bày những vật dụng cổ xưa của quê hương mình. Ông Abdel Muti Said từng làm nghề phối cảnh, đang thắp sáng hang động bảo tàng bằng nến. Chúng ta đang ở trong một hang động mà tôi đã đào cách đây 3-4 tháng để tìm kiếm sự an toàn. Hang động này được đào trong vòng 1 tháng rưỡi. Ông tâm sự, vì có kinh nghiệm trong lĩnh vực trang trí nên ông đã cố gắng tận dụng tất cả để biến hang động thành một bảo tàng di sản phương Đông. Các hiện vật được trưng bày tại đây là cổ vật. Chúng được làm bằng đồng và len, một số khác thì bằng gỗ và gốm. Cũng theo nhà sưu tầm, các vật dụng hàng ngày này đã được sử dụng cách đây từ 100 đến 300 năm. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông, sập giàn giáo công trình khiến 4 người bị thương tại Phú Yên. Tuyên án 12 năm tù với bà nội nhẫn tâm giết cháu. Thưa quý vị, hôm qua, Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã làm rõ trình báo của người dân về việc một bé gái nghi bị bắt cóc trên xe khách. Theo thông tin ban đầu, hơn 17 giờ cùng ngày, chiếc xe khách dừng nằm 42 chỗ của nhà xe Trúc Phương chạy từ bến xe Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang về bến xe Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Lúc này, tài xế nhận được thông tin có người bắt cóc bé gái khoảng 1 tuổi trên xe. Khi đến khu vực quốc lộ 1 gần trạm thu phí An Sương, An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, tài xế tấp xe vào một chốt cảnh sát giao thông để trình báo vụ việc. Tuy nhiên, qua làm việc, công an khẳng định đây không phải là vụ bắt cóc. Người đàn ông trung niên nghi bắt cóc được cho là cha cháu bé. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm gia đình. Hơn 20 giờ cùng ngày, một số người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ vụ việc. Sáng nay, Công an huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị chức năng đã tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một nài voi bị voi hút tử vong. Nạn nhân là anh Idrim Quan, 32 tuổi, trú tại xã Giang Tao, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Được biết, con voi này là của ông Đàng Năng Long, người sở hữu nhiều voi nhất Việt Nam. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, anh Idrim đến khu vực Hồ Lắc đưa voi đi tắm để phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, trong lúc anh điều khiển voi thì bất ngờ voi quay đầu lại và hút vào người anh nhiều lần, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an huyện Lắc đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp cùng các nài voi ở địa phương xua con voi này đi nơi khác để lực lượng pháp y khám nghiệm tử thi. Sáng nay, tại khu vực đường nội bộ D1, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã xảy ra một vụ sập giàn giáo công trình nhà ở tư nhân. 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Theo lời kể của những người làm cùng, vụ tai nạn xảy ra khoảng 8 giờ 30 phút. Lúc đó có 4 người đứng trên giàn giáo cao để tô chát tường nhà. Bất ngờ giàn giáo đổ sập từ tầng 2 xuống với độ cao khoảng 3 mét, khiến 4 người bị đa chấn thương. Cả 4 người bị thương đều trú tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, gồm Nguyễn Tài Xí, 50 tuổi, Trần Minh Phương, 52 tuổi, Phan Ngọc Trình, 48 tuổi và Nguyễn Bá Lương, 49 tuổi. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn và xử lý theo quy định. Hôm nay, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng bị bắt quả tang vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai đối tượng này là Nguyễn Quốc Cường, 30 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre và Phan Văn Trưởng, 31 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng. Trước đó, khoảng 11 giờ trưa qua, trên quốc lộ 22A thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, công an phát hiện một xe ô tô có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng đã kiểm tra và bắt quả tang Cường và Trưởng vận chuyển 6 bịch ma túy tổng hợp dạng viên nén và một bịch ma túy đá trên xe. Khám xét phòng trọ của các đối tượng, công an tiếp tục thu giữ thêm một bịch ma túy đá, 2 cây dao, 4 điện thoại di động. Tổng trọng lượng ma túy bị tịch thu là hơn 1,1 kg. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Vụ án người bà sát hại cháu nội 11 tuổi chỉ vì mâu thuẫn với con trai gây rúng động dư luận vào năm 2019 đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vào sáng nay. Bị cáo trong vụ án này là bà Phạm Thị Hường, 67 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Theo cáo trạng,
Do có mâu thuẫn với con trai là anh Nguyễn Duy Trung, bố đẻ cháu Nguyễn Thị Thanh Tê, nên khoảng 17 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2019, bà Hường đã rủ cháu Tê đi vào đập bào ganh, sau đó xô cháu xuống dưới nước. Thời điểm tử vong, cháu Tê chỉ mới 11 tuổi, 8 tháng, 10 ngày. Tại phiên tòa, bị cáo Hường vòng vo chối tội. Sau khi hội đồng xét xử và viện kiểm sát đưa ra nhiều bằng chứng, hình ảnh thực nghiệm hiện trường, thì bị cáo mới cúi đầu nhận tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bà Phạm Thị Hường 12 năm tù về tội giết người. Đến sáng nay, các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy rừng lớn tại khu vực xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, vốn bùng phát vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, các lực lượng chữa cháy phải tiếp tục xử lý các điểm cháy ngầm, cháy lớn, không để lửa bùng phát trở lại. Đám cháy bùng phát từ trưa hôm qua tại khu vực rừng phòng hộ do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang quản lý và lan ra nhiều khu vực. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã điều động gần 200 cán bộ chiến sĩ cùng khoảng 10 máy chữa cháy xuống hiện trường ngay trong đêm để phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh và các lực lượng tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên, do trời tối, khu vực cháy nằm cách xa trung tâm nên quá trình tiếp cận đám cháy và đưa thiết bị chuyên dụng vào hiện trường hết sức khó khăn. Trước đó, hôm 14 tháng 5, cách đám cháy trên khoảng 3 km đã xảy ra một vụ cháy lớn khác thiêu rụi hàng chục hecta rừng tràm. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của cả hai vụ cháy. Vào lúc 11 giờ trưa hôm qua, tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng thiêu rụi 15 hecta rừng trồng 3 năm tuổi. Vụ cháy bắt đầu từ khu vực đồi 47, sau đó lan rộng ra 600 mét. Các chủ rừng khi phát hiện đám cháy đã tập trung chữa cháy, lực lượng công an, dân quân và người dân được huy động tham gia chữa cháy cùng với 16 cán bộ chiến sĩ của đội chữa cháy và cứu hộ khu vực 1. Sau khoảng 4 giờ, các lực lượng đã khống chế được đám cháy, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Được biết, tính từ đầu mùa khô năm nay, đây là vụ cháy rừng thứ 5 và có diện tích bị cháy lớn nhất tại Quảng Ngãi. Thời điểm này trời nắng nóng, nguy cơ cháy rừng rất cao nên các địa phương cần tập trung triển khai phòng chống cháy rừng. Tiếp theo trong phần thông tin thể thao và thông tin cập nhật, Lê Nguyệt Minh có chiến thắng đầu tiên tại chặng 4 cuộc đua xe đạp trên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên y án sơ thẩm trong phiên xử phúc thẩm vụ Đất Vàng 15 thi sách. Sáng nay, cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào chặng đua thứ tư, vòng quanh hai cây cầu Trường Tiền và Phú Xuân, Thành phố Huế. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau chặng này không ai khác chính là Lê Nguyệt Minh của ekip Thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market. Sau 3 chặng đua đầu tiên, Lê Nguyệt Minh vẫn chưa có được điểm số nào trên bảng xếp hạng áo xanh. Vậy nên chặng đua với tổng chiều dài 42 km là cơ hội cuối cùng để anh cạnh tranh danh hiệu vua nước rút với Nguyễn Tấn Hoài của Domesco Đồng Tháp. Đây là chặng đua mà Lê Nguyệt Minh đã 2 năm liền giành chiến thắng, nên dù ekip Thành phố Hồ Chí Minh không thể xếp được đội hình ở những vòng đua cuối, tay đua mang số 11 vẫn xuất sắc vượt lên và cán đích đầu tiên. Chiến thắng đã giúp Nguyệt Minh thu ngắn cách biệt trên bảng xếp hạng, gỡ bỏ được tâm lý 3 chặng vừa qua. Về đích cùng đoàn đông, Nguyễn Tấn Hoài tiếp tục giữ áo vàng với khoảng cách 9 giây. Ngày mai chặng 5 từ thành phố Huế về thành phố Đà Nẵng, dài 113 km qua 3 ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân sẽ được truyền hình trực tiếp từ 8 giờ trên kênh HTV9, HTV Thể thao cùng các hạ tầng mạng xã hội. Phần thông tin cập nhật, kính thưa quý vị, vào chiều nay, một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không quốc tế Pakistan BIA đã rơi ở thành phố cảng Karachi, miền nam nước này. Cơ quan hàng không dân dụng Pakistan cho biết, chiếc Airbus A320 mang số hiệu PIA-PK303 chở theo gần 99 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi tại một khu vực dân cư gần thành phố Karachi, miền nam nước này. Chiếc máy bay đang trên hành trình từ Lahore đến Karachi, dự kiến hạ cánh tại sân bay Jinnah, sân bay đông đúc nhất tại Pakistan. Hiện theo thông tin mới nhận thì toàn bộ những người đi trên máy bay đều đã thiệt mạng. Và thông tin cuối, sau một ngày xét xử, chiều nay Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ cho thuê đất vàng 15 thi sách Thành phố Hồ Chí Minh trái quy định. 4 bị cáo có kháng cáo đều bị tuyên y án sơ thẩm. Hội đồng xét xử tuyên bác tất cả các kháng cáo giữ nguyên mức án như bản sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phải chịu hình phạt 6 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị cáo Trương Văn Út, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương nhận mức án lần lượt là 5, 4 và 3 năm tù cùng về tội danh trên. Các bị cáo đã thực hiện không đúng quy định pháp luật dẫn đến việc nhà nước thất thoát 6,7 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ được hỗ trợ trái pháp luật và số tiền 802 tỷ đồng giá trị tiền sử dụng đất nhà nước chưa thu được.
Tại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử thông báo chấp nhận yêu cầu cho bị cáo Nguyễn Hữu Tính, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vắng mặt vì bị cáo Tính không kháng cáo, những lời khai liên quan đã có trong hồ sơ. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.